Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món bánh mì ngọt sữa dừa. Đây là một trong những món bánh mì ngọt mà Diễm rất là thích. Cái bột này khi mà mình nướng xong mình để nguội sang ngày, nó vẫn mềm xốp rất là ngon. Cái phần nhân dừa dừa béo béo thơm thơm nè, đặc biệt lắm luôn. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh mì sữa dừa này với Diễm nha. Mình đi làm cái bột trước thì Diễm lấy một cái nồi nhỏ nè, Diễm cân ra 80g bơ lạc, tức là bơ không có muối ha. Tiếp theo mình cho vào 65g đường, 3g muối, còn nếu mà mình sử dụng bơ mặn á, thì mình không cần phải cho cái muối này. 80g dầu ăn, dầu sẽ giúp cho bánh của mình khi để nguội nó vẫn mềm, nhất là những nơi mà khí hậu lạnh. 200ml sữa tươi không đường, mình nên dùng sữa nguyên kem á, thì cái bánh của mình nó sẽ ngon hơn. Bây giờ mình mang cái hỗn hợp sữa này lên bếp và mình làm nóng nha. Mình chỉ cần làm nóng để cho bơ nó tan á. Cái cách mà làm bơ tan như vậy á, Diễm thấy cũng giúp cho bánh khi để nguội nó sẽ mềm hơn là mình cho bơ còn cứng á, vào lúc mình nhồi bột. Mình cứ để lửa lớn ha, khi mà mình thấy cái sữa nó bắt đầu bốc hơi nước lên, tức là nó nóng á, thì mình nhấc khỏi bếp, mình không cần phải làm cho bơ nó tan hẳn. Nhấc khỏi bếp rồi á, thì mình tiếp tục mình khuấy cho bơ tan và mình để cho hỗn hợp sữa bơ này nguội nha. Để tiết kiệm thời gian, mình có thể ngâm cái nồi này trong cái nước lạnh á, thì giúp cho cái hỗn hợp sữa của mình nó mau nguội hơn. Trong thời gian này á, Diễm đi chuẩn bị bột. Diễm có 500g bột bánh mì, cái hàm lượng protein của bột này là 12,1%. Mình cho vào 6g men nở không cần kích hoạt ha. Nếu mà mình sử dụng men cần kích hoạt thì mình lấy cái lượng sữa trong công thức á, rồi mình cho men vào mình kích hoạt thôi. Dùng cái phới lòng á, mình trộn cho men và bột á, thật là đều với nhau. Quay qua kiểm tra cái nồi sữa thì Diễm thấy nó đã nguội rồi. Bây giờ mình đi pha thêm trứng vào. Trứng thì Diễm sẽ sử dụng 2 trứng gà, Diễm cân luôn vỏ, mỗi trứng là 62g. Mình sẽ lấy 2 cái lòng trắng trứng và 1 cái lòng đỏ để mình cho vào trong cái hỗn hợp bơ sữa. Cái lòng đỏ đầu tiên này Diễm chừa ra để tí xíu nữa khi mà mình nướng bánh mình phết lên trên mặt bánh. Sau đó mình sẽ khuấy cho trứng nó tan trong cái hỗn hợp sữa, không cần khuấy nhiều cũng được, quan trọng là cái lòng đỏ nó tan ra. Mình cho ngược trở lại vào cái hỗn hợp bột và mình dùng cái cây khuấy bột á, mình trộn cho hỗn hợp chất lỏng và khô nó hòa quyện vào nhau. Tại vì cái lượng chất béo trong cái công thức này nó nhiều á, vì vậy á, nếu mà mình không có trộn kỹ á, mình cho vào máy nhồi liền có thể nó sẽ dễ bị tách bơ ra đó. Mình trộn cho tới khi mình không còn thấy cái bột khô á là được. Nếu mà mình nhồi tay á, thì bây giờ mình sẽ để cho bột nó nghỉ 10 phút ha, rồi mình lấy ra mình nhồi. Còn nếu mà nhồi bằng máy á, thì mình cho vào máy liền mình nhồi luôn. Hôm nay Diễm sẽ nhồi bằng máy á, thì bật máy lên á, Diễm để số 1 ha. Máy của Diễm á, nó có 6 số. Mình nhồi ở cái tốc độ thấp thôi nha, trong khoảng thời gian từ 15 cho tới 20 phút. Và Diễm lưu ý là trong cái thời gian nhồi á, bột nó rất là dễ chạy lên trên cái cây nhồi bột á, mình nên kéo nó xuống ha. Như vậy giúp cho bột á, nó nhồi đều hơn, khi mà mình ủ xong á, mình sẽ không có bị cái hiện tượng là tách dầu. Hôm nay Diễm nhồi á, Diễm không có kéo bột xuống thì tí xíu nữa mình coi lúc mà mình ủ xong á, bột nó sẽ bị tách dầu ra tí xíu, nhưng mà cũng không sao. Nhưng mà Diễm thấy như vậy nó không, cái bột nó không có được mịn lắm. Bột nhồi đạt á, là mình thấy nó rất là dẻo dai ha, mềm lắm luôn. Mình nhồi trong khoảng thời gian từ 15 tới 20 phút, Diễm thấy nếu mà nhồi lâu hơn thì bột nó sẽ càng ngon hơn. Túm bột lại thành một khối tròn và mình ủ cho bột nó nở gấp đôi, cũng tùy nhiệt độ nhà mình á. Diễm thấy trung bình á, mình ủ khoảng 60 phút á, là bột nó nở đạt. Bây giờ mình đi chuẩn bị cái nhân dừa để mình cho vào bánh. Diễm sử dụng cái vụn dừa này nè. Hồi xưa ở Việt Nam á, Diễm ăn cái bánh mì dừa hình như là làm bằng dừa tươi nạo luôn á, thấy rất là ngon. Nhưng mà cái vụn dừa này Diễm thấy ổn lắm nè. Nếu mà mình pha theo công thức như vậy thì Diễm cân ra 70g vụn dừa. Tiếp theo là 90g đường bột ha. Mình nên sử dụng đường bột nha, tại vì đường bột nó xay nhuyễn và nó có thêm tí xíu tinh bột bắp trong đó, vì vậy làm cho cái nhân của mình nó mềm, nó ngon hơn. Mình trộn lên cho thật là đều. Sau đó Diễm cho vào 25g kem tươi ha.
mình cho vào từ từ và mình khuấy cho tới khi mà mình thấy cái hỗn hợp của mình á nó hơi đặc lại, nó không phải thiệt là nhão nha. Nếu mà mình không có kem tươi á, mình cũng có thể sử dụng bơ và sữa. 30g bơ và sữa tươi thì mình cho vào từ từ cho tới khi nó đẹp như vậy nè. Về khuôn á, thì Diễm sử dụng cái khuôn hình chữ nhật, nó có kích thước là 22 x 28 cm. Mình nên dùng khuôn á, thì khi nướng bánh xong cái bánh của mình nó có độ ẩm ngon hơn. Lót một cái tờ giấy nướng bánh bên dưới á, như vậy cho lúc bánh chín á, mình dễ lấy ra. Sau 60 phút á, thì mình thấy bột nó đã nở gấp đôi. Nhìn kỹ ở thành của cái thau nè, mình thấy là nó sẽ bị tách tí xíu dầu ra như vậy. Thật ra cũng không sao, nhưng mà mình nên nhồi kỹ thì cái bột của mình nó ngon hơn. Lấy bột ra mặt phẳng nha. Và mình không cần phải nhồi hay là xe cái khối bột là cho tròn. Mình lấy cái cây cán bột á, và mình cán luôn. Như vậy á, thì mình thấy rất là dễ, tại vì bột nó không có bị co giãn nhiều đó. Đầu tiên á, mình cán cho bột nó dài ra, sau đó mình cán cái chiều ngang có kích thước là 35 x 45 cm. Mình cán như vậy tí xíu nữa nó cũng sẽ co lại tí xíu, vì vậy mình cố gắng mình cán cho nó càng to càng tốt ha. Sau đó mình lấy cái vụn dừa hồi nãy mình đã làm á, mình rải đều lên trên cái mặt bột. Mình nhớ chia đều ra nha, có thể nó hơi bị dính cục tí xíu, rồi mình cuộn lại thôi. Mình cuộn chặt tay nha. Lúc cuộn lại thì bột rất là mềm, vì vậy mình cứ từ từ mình cuộn thôi, không có khó đâu. Sau khi cuộn xong á, mình chia cái cây bột này ra làm 12 phần bằng nhau, mình chia làm đôi nè, sau đó mình chia ra làm 4 phần bằng nhau. Và mỗi phần này á, mình lại chia ra làm 3. Rồi mình cho từng cái miếng bột vào trong cái khuôn ha. Bột lúc này rất là mềm luôn. Bây giờ mình tiếp tục á, mình ủ cho bột nó nở gấp đôi. Lấy một cái khăn mình đậy lại nha. Và cái thời gian á, nó cũng khoảng từ 45 cho tới 60 phút. Đây là bột mà Diễm ủ được 60 phút. Mình kiểm tra thì mình thấy mình sờ bột nó rất là mềm và ấn vào nó không có đàn hồi á, là nó nở đạt. Mình đi làm nóng lò nướng thì Diễm bật hai lửa trên và dưới, không bật quạt. Nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F. Lòng đỏ mà hồi nãy mình chừa lại đó, bây giờ mình lấy 1 phần 2 muỗng canh sữa tươi á, mình cho vào, giúp cho nó loãng ra hơn thì mình phết lên cái mặt bánh nó dễ hơn. Khuấy ra cho thật là đều ha, dùng cái cọ đó. Rồi mình phết đều lên trên mặt bánh. Để hấp dẫn hơn nữa thì Diễm rắc lên trên mặt bánh á, mè. Mè này là mè chưa có rang. Mình dùng khoảng 2 phần 3 muỗng canh á, mình rắc đều lên. Với cái công thức này mình cũng có thể cuộn thêm nho khô bên trong cũng rất là ngon. Sau khi rắc mè đều rồi thì mình mang bánh mình đi nướng liền luôn. Diễm đặt bánh ở cái rãnh thứ hai của lò từ dưới đếm lên. Và cái thời gian nướng là từ 20 cho tới 23 phút, tùy cái độ nở của bánh mà mình ủ ha. Thì hôm nay Diễm ủ nó nở nhiều như vậy thì Diễm nướng 20 phút với là nó chín. Mình đừng có nên nướng lâu quá thì làm cho cái bánh nó dễ bị khô. Ngược lại nếu mà mình nướng ít quá thì bột nó chưa có chín. Lấy bánh ra khỏi lò đó, Diễm cầm miếng bánh lên như vậy để xem cho nó tróc khỏi cái khuôn chưa. Rồi mình lấy ra mình để lên cái rãnh nha, giúp cho bánh của mình nó mau nguội và nó không có bị động hơi đó. Bánh khi vừa nướng xong nó rất là mềm, vì vậy mình nên để cho bánh nguội từ 15 cho tới 30 phút rồi mình hãy ăn ha. Như vậy Diễm thấy là nó ngon hơn. Đây là bánh mà Diễm đã để nguội hơn 30 phút. Lúc này á, thì bên ngoài có thể mình rờ nó hơi cứng, nhưng mà bên trong khi mà mình xé ra nó xốp lắm luôn. Mình bọc lại thiệt là kín á, để trong túi ni lông hoặc trong hộp cũng được. Sang ngày thì nó tươm bơ ra, bên ngoài nó mềm, ngon lắm luôn, không có hề bị cứng. Nếu ăn không hết á, mình nên cất vào trong tủ đông đá. Khi ăn á, thì mình cho vào trong lò vi sóng á, khoảng 40 cho tới 50 giây á, bánh nó mềm xốp như là bánh mới luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món bánh mì này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.